Lược sử Hội Thánh Tin Lành Bình Thới 1971-2021. Nhân cảm tạ 50 năm thành lập Hội Thánh, cảm ơn Chúa vì Ngài đã hình thành và phát triển Hội Thánh trên mảnh đất Bình Thới, quận 11 này. Giai đoạn thành hình Hội Thánh 1971-1973, Mục sư Nguyễn Văn Long. Được sự thúc giục của Thánh Linh Chúa, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Long đã kêu gọi cầu nguyện và vận động một số con gái Chúa thành lập Hội Thánh Bình Thới. Do số tín hữu nhóm lại chỉ một vài gia đình và nhờ hội truyền giáo giúp cho 500.000 đồng ban đầu làm căn bản, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Long và các tín hữu thời kỳ đầu đã tích cực vận động quyên góp tiền để mua đất, cất nhà thờ. Vào 6 tháng 12 năm 1971, Hội Thánh đã mua được căn nhà phố tại số 549 cư xá Bình Thới làm nhà thờ cho đến ngày nay. Số tín hữu nhóm lại tại Hội Thánh được hơn 50 người. Ban thanh niên, thiếu niên cũng bắt đầu hình thành từ đây. Tiêu hóa lâm thời lúc đó là ông Đặng Hữu Nghĩa và thư ký là ông Nguyễn Văn Còn. Giai đoạn mở rộng và thành lập các hội thánh nhánh 1973-1975, truyền đạo Đinh Thiên Tứ. Vào tháng 4 năm 1974, tháng 6 năm 1973, địa hạt bổ nhiệm truyền đạo Đinh Thiên Tứ về làm truyền đạo chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Bình Thới. Trong thời gian làm chủ tọa tại đây, truyền đạo Đinh Thiên Tứ đã mở thêm hai hội thánh nhánh. Vào năm 1974 là Hội Thánh Tin Lành Tân Thới Hòa thuộc quận Tân Phú và Hội Thánh Tin Lành Phú Thọ Hòa thuộc quận Tân Bình ngày nay. Đến tháng 6 năm 1975, thầy truyền đạo Đinh Thiên Tứ được thuyên chuyển về Hội Thánh Tin Lành Xóm Củi, Tuy Lý Vương và Chúa đã sai phái ông bà Mục sư Lê Đình Ân tiếp tục chăn dắt bầy chiên của Ngài tại Bình Thới. Sau một năm ông bà Mục sư Lê Đình Ân về Hội Thánh, số tín hữu đã tăng lên với con số 131 người. Đến năm 1989, được 380 người, Hội Thánh chuyển lên tự trị. Năm 1980, Ban Phụ Nữ được thành lập, còn gọi là Ban Phụ Nữ Liên Hiệp Bình Thới Lữ Gia Phú Thọ Hòa, do bà Mục sư Lê Đình Ân hướng dẫn. Quý bà nhóm luân phiên mỗi tuần qua một hội thánh vào chiều thứ sáu. Tuy ít ỏi và là nữ giới, nhưng các bà luôn trung tín trong công tác thăm viếng, tham dự đầy đủ các buổi bồi linh và hiệp nguyện. Ban thanh niên sinh hoạt vào tối thứ bảy và vẫn giữ giờ nhóm đến ngày hôm nay. Đặc biệt, thanh niên Bình Thới thời đó hát ngợi khen Chúa rất mạnh mẽ và được ơn. Giai đoạn phát triển ban ngành và xây mới nhà thờ năm 1990-2015, Mục sư Ngô Tấn Lợi. Ngày 15 tháng 12 năm 1990, ông bà Mục sư Lê Đình Ân được mời về chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng và ông bà truyền đạo Ngô Tấn Lợi tiếp quản công tác chăn bày tại Bình Thới. Ngày 10 tháng 1 năm 1999, do tình hình thuận lợi, Ban trị sự Hội Thánh biểu quyết xây mới nhà Chúa. Công trình có thiết kế một trệt một lửng hai lầu. Ngày 12 tháng 12 năm 2000, Hội Thánh tiến hành lễ cung hiến nhà Chúa trong sự vui mừng của toàn thể con dân Chúa. Ngày 5 tháng 2 năm 2002, Mục sư nhiệm chức Ngô Tấn Lợi quản nhiệm Hội Thánh được tấn phong Mục sư. Hội Thánh được tăng trưởng nhiều thêm, nhiều người trở lại với 2010. Hội Thánh tiếp đón thầy truyền đạo Nguyễn Hữu Tài, tốt nghiệp khóa 2 Viện Thánh Kinh Thần Học, làm phụ tá cho Mục sư quản nhiệm. Trong một số tín hữu ở khu vực Vĩnh Lộc là các thanh thiếu niên đã tin nhận Chúa vào dịp Giáng sinh năm 2012, đã nhận thánh lễ báp têm tại Hội Thánh Bình Thới do con Nguyễn Phước Thảo, tín hữu của Hội Thánh, hướng dẫn và cưu mang, lấy nhà mình làm nơi để các em nhóm họp sinh hoạt thờ phượng hàng tuần. Trong thời gian này, có chấp sự Trịnh Minh Tuấn cùng sinh hoạt với các em. Có thể nói đây là khởi điểm cho việc hình thành điểm học Kinh Thánh Vĩnh Lộc B và tiền thân của điểm nhóm Vĩnh Lộc sau này. Tháng 6 năm 2014, vì lý do sức khỏe, được sự chấp thuận của Ban trị sự Tổng Liên hội, Mục sư quản nhiệm Ngô Tấn Lợi xin được nghỉ hưu. Trong khi Hội Thánh chờ quản nhiệm mới, ông vẫn tiếp tục gắn bó với Hội Thánh trọn vẹn chặng đường 25 năm với nhà Chúa tại Bình Thới. Ông có công giai đoạn 3M hiệp một mạnh mẽ mở mang năm 2015 đến nay. Truyền đạo
Trần Huỳnh Quốc Việt, nay là mục sư. Để rồi từ đó, ngày 1 tháng 4 năm 2015, được Chúa sai phái, giáo hội bổ nhiệm và chính quyền công theo thầy cô truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt về chăn giữ, coi sóc, hội thánh. Lễ bổ nhiệm được long trọng tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2015 trong sự vui mừng của con dân Chúa. Những ngày sắp tới, những điều gì